tiên cho Cẩm xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể các anh chị có mặt trong hôm nay. Cẩm xin giới thiệu tên đầy đủ của Cẩm là Cao Thị Ngọc Cẩm. Cẩm được sinh ra và lớn lên ở Bến Tre. Và năm 2004 thì Cẩm bước lên Sài Gòn để lập nghiệp. Trong 3 năm vừa học vừa làm thì Cẩm cũng lấy được bằng cao đẳng kế toán. Công việc thì cũng ổn định. Thì đến năm 2010 thì Cẩm lập gia đình. Nhưng mà lúc lập gia đình hai vợ chồng có nhiều ước mơ lắm. Nói ra thì ước mơ thì kể mua nhà đi du lịch cũng rất là nhiều. Nhưng mà so với mức lương thì Cẩm với ông xã chỉ mỗi tháng nhận dạng khoảng 10 mấy triệu thôi, thì chỉ đủ sống chứ không có thực hiện ước mơ được. Thì đến khi mà Cẩm sanh em bé, khoảng 2012 Cẩm sanh em bé, thì em bé cũng hơi khó nên phải gác lại công việc ở nhà chăm bé. Thì thấy là cái mức thu nhập của mình lúc đó thì ông xã chỉ làm thôi, là hai vợ chồng cảm thấy là không có đủ sống, chung là chỉ đủ sống thôi. Thì mà nghĩ tới đứa con nữa thì rất tới đây là nói là hai chồng anh với em chắc còn khó khăn nhiều hơn nữa. Bây giờ phải tìm công việc nào thôi, mà nếu vậy muốn tìm công việc mà lương cao hơn nữa chứ em phải đi học đại học thôi, chứ cao đẳng thì lương chỉ có 5 triệu à. Thì lúc đó mẹ mới nói là thì con cứ việc đi tìm công việc nào mà con thích đi. Khi mà mẹ về thì mẹ cũng tình cờ thì mẹ cũng biết về anh quay, thì mẹ về mẹ cũng chia sẻ lại. Mẹ nói là cảm ơn mẹ, thấy có một công việc chắc cũng kiếm được thu nhập với con, thì con hãy đi tìm hiểu đi. Nhưng lúc đó cũng chưa có biết gì hết, thì hai vợ chồng mới đi lên trên taxi tìm hiểu. Thì khi đó thì nói anh ơi, đây là sự nghiệp rồi, cứ làm anh quay đi, thích ước mơ gì cũng thực hiện được hết. Thì lúc gặp anh Bình á, anh Trung Bình, nói chung là anh là một người ăn, anh chia sẻ rất là nhiều và anh đã chỉ dẫn cho hai vợ chồng từng bước đi đầu tiên. Nên lời cảm ơn gửi đến anh Trương Quân Bình. Và mục tiêu của hai vợ chồng thì trong năm nay thì phấn đấu lên Platinum luôn.